Ban nhạc Slovenia biểu diễn lần đầu tiên tại Bắc Hàn, tin từ Bắc Triều Tiên. Trong ngày 19 tháng 8 vừa qua, chuyến lưu diễn của ban nhạc Slovenia mang tên là Live Bach do nghệ sĩ Na Uy Morten Travic tổ chức đã diễn ra tại Bắc Hàn. Ông Travic từng hợp tác với Triều Tiên trong một dự án và đây là phần của âm nhạc quốc tế mà rất nhiều người biết, nhưng đồng thời nó cũng truyền tải nhiều điều hơn thế, ông nói. Nó cho thấy rằng âm nhạc cũng là một ngôn ngữ giao tiếp. Được thành lập vào giữa năm 1980 dưới thời Liên bang Năm Tư trước đây với nghệ danh là Lai Bách, dựa theo phiên bản tiếng Đức là tên gọi thành phố Ljubljana, thủ đô của Cộng hòa Slovenia suốt 35 năm qua. Lai Bách luôn được giới phê bình âm nhạc quốc tế đánh giá là ban nhạc Slovenia thành công nhất. Tại buổi biểu diễn hiếm có ở nhà hát Pohanka, Bình Nhưỡng, Lai Bách đã hát nhiều các khúc nổi tiếng của châu Âu, các bài hát trong bộ phim ca nhạc lừng danh The Sound of Music và cả bài dân ca Arirang nổi tiếng của Triều Tiên và Hàn Quốc. Lai Bách trở thành ban nhạc phương Tây đầu tiên từng biểu diễn ở đất nước bí ẩn nhất trên thế giới. Tất nhiên, buổi biểu diễn này khác với khẩu vị âm nhạc của chúng tôi, nhưng bài Arirang nghe khá hay. Quang Jong Rang là một khán giả nhận xét như vậy. Tại Bắc Hàn, nhóm nhạc Live Bass sẽ có hai buổi trình diễn ở thủ đô Bình Nhưỡng trước khoảng 2.000 khán giả vào các ngày 19 và 20 tháng 8, như ngày đánh dấu sự kiện 70 năm ngày bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách chiếm đóng của quân Việt Nhật 15 tháng 8 năm 1945 đến 15 tháng 8 năm 2015.